Tổng thống Mỹ Joe Biden rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống. Tổng thống Zelensky chuẩn bị cho kế hoạch rời khỏi Ukraine. Binh sĩ Nga liều mình sơ tán dân thường khỏi tiền tuyến. Lãnh đạo đảng cánh tả Pháp tuyên bố sẽ rời NATO. Lệnh trừng phạt từ phương Tây bất ngờ giúp Nga tránh thiệt hại lớn. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Tờ The Guardian của Anh đưa tin, vào lúc 1 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rút khỏi cuộc đua tái tranh cử. Một quyết định bất khả kháng khiến bài toán đề cử của Đảng Dân Chủ rơi vào tình trạng bế tắc, dù chỉ còn vài tháng trước cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào tháng 11 năm nay. Trong lá thư thông báo quyết định của mình, ông Biden cho biết, mặc dù có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng việc từ chức và tập trung hoàn thành nhiệm vụ tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ mới là tốt nhất vì lợi ích của đảng tôi và đất nước. Ông Biden cũng gửi lời cảm ơn Phó Tổng thống Kamala Harris, nhưng không xác nhận bà là người kế nhiệm đứng ra ứng cử. Tổng thống Mỹ cho biết ông có kế hoạch bàn thảo chi tiết hơn vào cuối tuần này. Sau màn tranh luận thảm hại vào tháng trước, cùng những sai lầm trong các bài phát biểu, uy tín của ông Biden suy giảm trầm trọng. Các cử tri lo ngại rằng, liệu vị Tổng thống 81 tuổi này còn đủ sức để phục vụ thêm 4 năm nữa hay không? Đây rõ ràng là một chiến thắng quan trọng đối với cựu Tổng thống Donald Trump khi đối thủ trực tiếp rời cuộc đua, còn tỷ lệ ủng hộ ông dự báo sẽ tăng mạnh. Còn tại châu Âu, giờ người ta đã dần nhìn thấy ý định thực sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga trong cuộc chiến cả về quân sự, chính trị, kinh tế và ngoại giao đang từng bước lật đổ các chính quyền phương Tây, chống lại họ suốt nhiều năm qua, mở ra chu kỳ mới ôn hòa hơn, tránh xung đột kéo dài. Trianovosti đưa tin, nhà kinh tế học Ukraine Oleg Soskin mới đây đã nhận định rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đang liên tục rời khỏi Ukraine, tránh ở lại trong nước quá lâu. Ông Soskin thẳng thừng lên án nhà lãnh đạo Kiev. Trong cuộc thảm sát máu me này, Zelensky thậm chí không muốn ở lại Ukraine nữa. Dưới chân hắn ta, Ukraine đang bốc cháy cùng vạc dầu sôi. Vì vậy, hắn phải lăng xăng và cầu khẩn liên tục những khoản tiền, sự giúp đỡ, kêu gọi thế giới ủng hộ Ukraine. Ai đã đưa Ukraine đến thảm cảnh này? Chính là do Zelensky. Theo nhà kinh tế học Soskin, chế độ Kiev đã đưa đất nước đến bờ vực thảm họa. Ông tin rằng nhiệm vụ chính của các nhà chức trách hiện nay là đánh lạc hướng người dân khỏi những gì đang xảy ra ở Ukraine. Nhà phân tích bổ sung rằng, sẽ không có nhiên liệu, và nếu không có xăng và dầu diesel, điều gì sẽ xảy ra với máy phát điện ở nhà bạn? Nếu chúng ta không có nhiên liệu, phần còn lại của nền kinh tế Ukraine sẽ phải chết, sẽ không có nổi một GDP nào cả. Ông Soskin không loại trừ khả năng Ukraine có thể tuyên bố vỡ nợ vào tháng 8, trong khi nợ nước ngoài với các chủ nợ tư nhân đã đạt đến những mức khổng lồ. Vì này đi đến kết luận, tất cả thẩm quyền của Zelensky theo hiến pháp Ukraine đã kết thúc vào ngày 20 tháng 5, nghĩa là từ ngày 21 tháng 5, Zelensky nắm quyền bất chính. Trước đó vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng nhiệm kỳ của ông Volodymyr Zelensky đã hết hạn và không thể khôi phục tính hợp pháp bằng bất kỳ biện pháp nào. Cập nhật một số thông tin về tình hình chiến trường Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 7 cho biết, quân đội nước này đã giành được thêm lãnh thổ ở mặt trận Lugansk và Kharkov trong 24 giờ qua. Thông báo viết, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Tây đã giành được các khu định cư Rozovka ở Lugansk và Pichane Nizhna ở Kharkov, đồng thời kiểm soát nhiều phòng tuyến và vị trí thuận lợi hơn. Ngoài ra, một phó chỉ huy lữ đoàn súng trường cơ giới số 5 của nhóm chiến đấu phía Nam nói với TASS rằng Nga sắp kiểm soát thành công thị trấn Krasnogorovka ở Donetsk. Ông nói, chiến dịch sắp hoàn thành, khu vực gần như được kiểm soát hoàn toàn, ngoại trừ vài đường phố, một số ngôi nhà. Trong khi đó, Nga cho hay các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Đông đã cải thiện vị trí chiến thuật trong ngày và đẩy lùi 5 lữ đoàn Ukraine, gồm lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58, lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 120, lữ đoàn số 17 và 21 của lực lượng vệ binh quốc gia. Moscow nói rằng nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga đã gây ra thiệt hại về nhân lực và vũ khí cho Ukraine, khiến đối thủ mất 145 binh sĩ. Ngoài ra, Nga tuyên bố trong 24 giờ qua, họ đã phá hủy một bệ phóng rocket HIMARS cùng một kho chứa 400 tấn vũ khí của Ukraine. Hãng thông tấn Trianovosti dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, các binh sĩ xung kích Nga đã không ngại nguy hiểm để sơ tán một gia đình khỏi Krasnogorovka. Họ đưa gia đình anh Pokoverin cùng vợ và hai con trai ra khỏi tiền tuyến.
Người vợ tên là Maria cho biết, họ chạy sang một con phố khác để hỏa lực không nhằm vào chúng tôi. Một lúc sau, nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở tuyến phố đó. Vladimir, một cư dân khác ở Krasnogorovka được sơ tán, than thở. Tôi không còn sức để kể nữa, cầu Chúa để họ sống sót. Trong một tình huống khác, để đưa một người phụ nữ mù khỏi làn đạn pháo của lực lượng vũ trang Ukraine, binh sĩ Nga thậm chí đã đưa áo giáp của họ cho người dân. Binh sĩ Nga đã cõng người dân trên lưng để rời trận địa. Sau đó, họ được cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết. Ngoài ra, quân đội Nga đã giải cứu dân thường khỏi đống đổ nát của một tòa nhà 3 tầng bị sập do pháo kích của Ukraine. Một trong những cư dân được giải cứu có tên là Lyubov, nói rằng quân đội Ukraine đã nhắm mục tiêu vào ngôi nhà dù biết rằng có dân thường trong đó. Trả lời phỏng vấn báo giới Tây Ban Nha, người sáng lập đảng cánh tả nước Pháp bất khuất, Jean-Luc Mélenchon tuyên bố rằng nếu trở thành Tổng thống, ông dự kiến đưa nước Pháp rút khỏi NATO một cách có hệ thống. Ông Mélenchon đã thảo luận về kết quả cuộc bầu cử quốc hội ở Pháp diễn ra hồi đầu tháng 7. Chính trị gia nhấn mạnh với nhà báo rằng ông nhất quán ủng hộ việc Pháp ra khỏi NATO trong bối cảnh liên minh này tuân theo logic của chiến tranh. Tôi chọn logic giải trừ vũ khí và ổn định tình hình. Nếu như tôi ở Điện Élysée, tất nhiên tôi sẽ đưa Pháp rút khỏi Bộ Chỉ huy Quân sự Thống nhất NATO theo cách có hệ thống và có tổ chức, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh, để không phải thấy chính mình cũng bị cuốn vào chuyện này. Tờ Washington Post dẫn lời ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ, Thượng nghị sĩ J.D. Vance cho rằng nước này không nên tham gia vào tất cả các cuộc xung đột trên thế giới. Ông Vance nhấn mạnh, thưa các bạn, đôi khi đó không phải việc của chúng ta và chúng ta cần phải tránh càng xa càng tốt. Chính trị gia Vance nói thêm rằng không có gì là đáng lên án trong việc tăng cường an ninh quốc gia và Mỹ đang thể hiện phẩm giá của mình một cách xứng đáng trong các hoạt động chiến sự. Dù vậy, theo ông Vance, không nhất thiết phải kéo Washington vào bất kỳ cuộc đối đầu nào trên toàn cầu. Trước đó, trả lời tờ Fox News, ông Vance cáo buộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã thiếu các chính sách chặt chẽ về cuộc xung đột Ukraine. Đến hiện tại, chúng ta đã chi 200 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine. Mục đích là gì? Chúng ta đang cố gắng hoàn thành điều gì? Có tồn tại nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân hay không? Vì câu trả lời là có, khi có một gã hề đang vận hành các chính sách đối ngoại, và chúng ta hiện có nhiều gã như vậy ngay tại Washington DC. Vào đầu tuần trước, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố việc ngừng cung cấp dầu của công ty Nga Lukoil qua Ukraine thông qua đường ống dẫn dầu Druzhba. Bộ Kinh tế Slovakia hôm thứ Năm cũng xác nhận rằng nước này đã ngừng nhận dầu từ Lukoil do Ukraine dừng trung chuyển dầu qua lãnh thổ của nước này. Nghị sĩ Duma Quốc gia khu vực Crimea, thành viên Ủy ban An ninh Mikhail Sirimet tuyên bố chính quyền Kiev sau khi cắt nguồn cung cấp dầu của Nga đã chuyển sang chính sách tống tiền và gây áp lực đối với Hungary. Sirimet nói với Sputnik rằng chế độ Zelensky đã chuyển sang chính sách tống tiền và gây áp lực đối với Hungary. Điều này sẽ trở thành một ví dụ điển hình cho các nước châu Âu khác nếu họ từ chối nhảy theo tiếng sáo của Zelensky sẽ ngay lập tức nhận được cú đâm hèn hạ sau lưng. Theo lời ông, các nước châu Âu nên suy nghĩ về loại rắn nào dưới hình dạng chế độ Zelensky mà họ đã ấp ủ trong ngực. Nghị sĩ Quốc hội Đức Jessica Tati đã lên án Thủ tướng Đức Olaf Scholz trên trang cá nhân của mình vì leo thang cuộc chạy đua vũ trang và xung đột Ukraine. Bà tuyên bố rằng việc Scholz tụt hậu so với Viktor Orbán trong một vấn đề quan trọng như chiến tranh hay hòa bình đơn giản là điều đáng xấu hổ. Nghị sĩ Tati nói thêm, Thủ tướng không nên leo thang tình hình mà nên ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine. Tuần trước, Lầu Năm Góc thông báo bắt đầu từ năm 2026, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai các hệ thống tấn công tầm xa ở Đức, sẽ vượt trội đáng kể so với các vũ khí hiện có ở châu Âu. Đặc biệt ở đây SM-6, tên lửa Tomahawk và vũ khí siêu thanh. Các bộ trưởng quốc phòng Đức, Pháp, Ý và Ba Lan ký tuyên bố về ý định phát triển tên lửa hành trình có tầm bắn hơn 1.000 km, có thể tấn công các mục tiêu ở Nga từ lãnh thổ Đức. Thông tin này được Thủ tướng Olaf Scholz xác nhận. Như người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, người Mỹ luôn triển khai vũ khí trên lãnh thổ cựu thế giới nhằm vào Nga, nhưng Moscow có đủ tiềm lực để kiềm chế. Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 7 thông báo, hai tiêm kích MiG-29 và MiG-31 của nước này đã làm nhiệm vụ ngăn chặn hai máy bay ném bom B-52H của Mỹ xâm phạm không phận trên khu vực biển Barents. Thông báo cho biết, khi các máy bay chiến đấu Nga tiếp cận, các máy bay ném bom chiến lược Mỹ đã điều chỉnh hướng bay và sau đó quay đầu trước biên giới liên bang của Liên bang Nga. Máy bay Nga đã trở về sân bay an toàn, hành động vi phạm biên giới quốc gia Nga đã được ngăn chặn. Nga cho hay, các tiêm kích của họ làm nhiệm vụ và tuân thủ các quy định quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển trung lập.
Mỹ chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, Moscow từng thông tin về những vụ việc tương tự khi họ điều động máy bay nhằm chặn phi cơ quân sự các nước NATO bay gần biên giới Nga. Các diễn biến này xảy ra khi căng thẳng giữa Nga và phương Tây không ngừng leo thang trong thời gian qua do chiến sự ở Ukraine. Một sự cố công nghệ thông tin nghiêm trọng liên quan đến bản cập nhật Windows do công ty an ninh mạng CrowdStrike phát hành đã làm gián đoạn hệ thống máy tính trên toàn cầu vào hôm 19 tháng 7. Các hãng hàng không, ngân hàng, siêu thị, cơ quan truyền thông và nhiều nơi khác đều bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện mà các chuyên gia cho biết là một trong những sự cố mất điện lớn nhất trong lịch sử. Trong khi sự cố này khiến hàng trăm nghìn máy tính Microsoft Windows bị sập, vẫn có một quốc gia không bị ảnh hưởng, đó là Nga. Bộ Phát triển Kỹ thuật số, Truyền thông và Phương tiện Truyền thông Đại chúng Nga cho biết rằng các hãng hàng không và ngân hàng trong nước không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện. Bộ này tuyên bố các biện pháp của Moscow chống lại lệnh trừng phạt của phương Tây đã cứu nước này khỏi sự cố kỹ thuật số. Cơ quan này cho biết tình hình của Microsoft một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc thay thế nhập khẩu phần mềm nước ngoài, chủ yếu là ở các cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng. Cơ quan hàng không Liên bang Nga cũng xác nhận không có hãng hàng không nội địa nào bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện này. Điện Kremlin còn nói đùa rằng hệ thống máy tính của họ vẫn hoạt động liên hoàn và mãi vẫn chưa bị ảnh hưởng. Nga đã nỗ lực thay thế hàng nhập khẩu nước ngoài trong các lĩnh vực quan trọng kể từ khi quan hệ với phương Tây bắt đầu xấu đi sau vụ sáp nhập Crimea vào năm 2014 và chiến tranh ở khu vực Donbass miền đông Ukraine. Sau khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Microsoft và các công ty công nghệ khác đã ngừng bán hàng mới tại Nga và thu hẹp hoạt động để tuân thủ lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo Reuters, thị trường an ninh mạng của Nga hiện do các công ty trong nước như Kaspersky Lab thống trị. Mới đây, đại diện EU cho biết phán quyết của ICJ về việc Israel chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ Palestine nhìn chung phù hợp với quan điểm của khối. Cụ thể, ông Josep Borrell, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU cho hay, trong một thế giới mà hành vi vi phạm pháp luật quốc tế diễn ra liên tục và ngày càng tăng, nghĩa vụ đạo đức của chúng ta là tái khẳng định cam kết bền bỉ đối với toàn bộ quyết định của Tòa Công lý Quốc tế ICJ một cách nhất quán, dù chủ đề được đề cập là gì. Tuyên bố của ông Borrell được đưa ra sau khi ICJ vào hôm 19 tháng 7 phán quyết Israel thiết lập duy trì các khu định cư ở bờ Tây và Đông Jerusalem cùng các chính quyền liên quan đã vi phạm luật pháp quốc tế. Israel có nghĩa vụ trả tiền bồi thường thiệt hại và sơ tán toàn bộ người khỏi tất cả các khu định cư hiện nay. Tòa cũng yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và mọi quốc gia không công nhận hành vi chiếm đóng của Israel và không cung cấp viện trợ hoặc hỗ trợ để giúp Tel Aviv duy trì hiện diện ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Đây là phán quyết mạnh mẽ nhất của ICJ về xung đột Israel-Palestine từ trước đến nay. Cơ quan công tố Hàn Quốc đã thẩm vấn đệ nhất phu nhân Kim Kon-hee sau khi bà bị cáo buộc nhận một chiếc túi sách hiệu Christian Dior và những món quà đắt tiền khác từ một mục sư. Văn phòng công tố trung tâm Seoul ngày 21 tháng 7 cho biết bà Kim đã bị thẩm vấn trực tiếp tại một tòa nhà chính phủ hôm qua 20 tháng 7. Cuộc thẩm vấn kéo dài 12 giờ đồng hồ, kết thúc vào lúc 1 giờ 20 phút sáng. Nội dung thẩm vấn liên quan đến cáo buộc cho rằng bà Kim đã nhận chiếc túi sách trị giá khoảng 2.175 đô la Mỹ và những món quà đắt tiền khác từ mục sư Choi Jae-jung vào tháng 9 năm 2022 để đổi lấy một số ưu đãi. Trợ lý của bà Kim hồi đầu tháng này cho biết đệ nhất phu nhân đã ra lệnh trả lại chiếc túi sách Dior ngay sau khi bà nhận nó từ mục sư Choi. Nhưng nữ trợ lý quên gửi trả chiếc túi vì quá bận. Ngoài ra, các công tố viên còn thẩm vấn bà Kim về cáo buộc thao túng cổ phiếu liên quan đến Dutch Motor Inc., một đại lý xe BMW kép ở Hàn Quốc. Các công tố viên đã gửi một bảng câu hỏi bằng văn bản cho bà Kim vào năm ngoái, nhưng không nhận được câu trả lời. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế Giới Nghiêng. Xin được kính chào tạm biệt.